Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại tiếp tục về một mẫu xe hatchback hạng A, đó chính là chiếc xe Kia Morning quý bạn nhé. Tại hiện tại cửa hàng chúng tôi đang có mấy chiếc xe Kia Morning rồi, màu đỏ, màu xanh, thì hôm nay chúng tôi lại về thêm là màu vàng nhạt quý vị và bạn nhé. Và chiếc xe Kia Morning này là ở cái phiên bản S, phiên bản cao cấp nhất quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và mới lăn bánh có hơn 2 vạn km thôi quý vị và bạn nhé. Và cái bản cao cấp nhất này nếu như nhìn ở bên ngoài thì chúng ta thấy được là la răng đúc mặt phay, gọi là vạt xoắn này, vành xoắn này, và bô thể thao, bô đôi ở dính giữa, và nội thất da cao cấp hai màu, màu đỏ, màu kem quý vị các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Kia Morning S 2019 số tự động, tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh hơn 2 vạn km này thì chúng tôi đang bán với giá là 365 triệu đồng ạ. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp, cho nên là quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning này thì hãy liên hệ nghe theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc nếu như quý vị và các bạn nào mà để muốn xem trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp thì mời quý vị và các bạn đến cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản. Với cái đồng hồ hơn 2 vạn này thì chúng tôi cam kết là chúng tôi không tua đồng hồ quý bạn nhé. Hơn 2 vạn km là đồng hồ chuẩn, chúng tôi không tua. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Morning S sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Kia Morning phiên bản S 2019 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, lăn bánh được hơn 2 vạn rồi quý vị bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 365 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning sản xuất năm 2019 phiên bản S này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Morning phiên bản S này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.